Chào quý vị và các bạn đến với bản tin buổi 18 giờ thứ ba ngày 3 tháng 10 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Kết thúc quý 3, tổng sản phẩm nội tỉnh của Ninh Thuận tăng 8,67% so với cùng kỳ. Giá xăng trong nước giảm mạnh sau gần 3 tháng tăng liên tục. Bình Phước, lớp học xóa mù chữ đặc biệt. Ninh Thuận kiểm soát dịch bệnh tay chân miệng và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành kế hoạch số 4076 triển khai thực hiện các mô hình của đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại tỉnh Ninh Thuận. Thời gian thực hiện từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 12 năm 2025. Kế hoạch được triển khai bằng 25 mô hình cụ thể thuộc 5 nhóm tiện ích, bao gồm nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến với 2 mô hình, nhóm tiện ích phát triển kinh tế xã hội với 9 mô hình, nhóm tiện ích phục vụ công dân số với 7 mô hình, nhóm số hóa tạo lập dữ liệu dùng chung trên hệ thống, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ cải cách thủ tục hành chính với 3 mô hình, và nhóm phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp với 4 mô hình. Để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, mục tiêu kế hoạch đề ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành địa phương và cơ quan liên quan được phân công chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các mô hình trên có trách nhiệm báo cáo tình hình kết quả thực hiện các mô hình trước ngày 15 hàng tháng, gửi về cơ quan thường trực tổ công tác đề án 06 tỉnh, công an tỉnh để tổng hợp, giao công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh là đầu mối để triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch này. Theo số liệu thống kê, kết thúc quý 3 năm 2023, tổng sản phẩm nội tỉnh GDP của Ninh Thuận tăng 8,67% so với cùng kỳ năm 2022, mức tăng trưởng xếp thứ 9 trên 63 tỉnh, thành phố và xếp thứ 3 trên 14 tỉnh Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Trong đó, khu vực 1, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,3%, đóng góp 1,3 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Khu vực 2, công nghiệp và xây dựng tăng 14,67%, đóng góp 4,77 điểm phần trăm. Khu vực 3, dịch vụ tăng 7,91%, đóng góp 2,55 điểm phần trăm. Thuế sản phẩm tăng 1,05%, đóng góp 0,05 điểm phần trăm. Đã hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 2023 tăng 10,02%. Thời gian tới, tỉnh chỉ đạo các đơn vị địa phương đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng và phát triển cánh đồng lớn, dự báo chủ động ứng phó với mưa lũ bão những tháng cuối năm, tăng cường tổ chức gặp mặt trao đổi với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tiếp tục tăng cường các hoạt động để kích cầu du lịch, tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án trọng điểm, chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, nhất là ba chương trình mục tiêu quốc gia, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, tăng cường trách nhiệm chính trong từng nội dung thành phần trong các chỉ số của tỉnh, 3 Index, CBAT, 3B, BCI, DTI. Ước tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, tỉnh Kon Tum có gần 11.030 ha cây ăn quả. So với cùng kỳ năm trước, diện tích cây ăn quả tăng gần 2.290 ha. Diện tích cây ăn quả tăng cao so với cùng kỳ năm trước do các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum tiếp tục đầu tư trồng cây ăn quả kết hợp du lịch trang trại như cam, bưởi, chôm chôm ở những vùng sinh thái phù hợp. Đồng thời thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây ăn quả, ngành nông nghiệp tăng cường chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai trồng mới các loại cây ăn quả phù hợp với thổ nhưỡng trên địa bàn, đặc biệt là cây mắc ca, sầu riêng, mít, cam, thanh long. Trong đó, các loại cây ăn quả như cam, mít, thanh long được người dân chú trọng trồng nhiều. Vì hiện nay, các loại cây trồng này đa số giống ghép lai, sớm cho sản phẩm thu hoạch, năng suất, giá thành bán ra tương đối ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hôm qua ngày 2 tháng 10 là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Theo đó, giá xăng trong nước được điều chỉnh giảm mạnh sau gần 3 tháng tăng liên tục. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 695 đồng trên 1 lít, xăng RON 953 giảm 906 đồng trên 1 lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S và dầu hỏa được giữ nguyên so với kỳ trước. Chỉ dầu mazut 180 CST 3.5S giảm 395 đồng trên 1 kg. Cũng trong kỳ điều hành này, nhà điều hành không trích lập quỹ bình ổn xăng dầu BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Cùng với đó lại dừng chi sử dụng quỹ BOG đối với hai mặt hàng xăng, giảm mức chi quỹ BOG
đối với mặt hàng dầu diesel từ 300 đồng trên 1 lít xuống 285 đồng trên 1 lít, giảm mức chi quỹ BOG đối với dầu hỏa từ 300 đồng trên 1 lít xuống 109 đồng trên 1 lít, không chi quỹ BOG đối với mặt hàng dầu mazut. Cục Đường sắt Việt Nam vừa đề xuất khôi phục tuyến đường sắt Răng Cưa - Tháp Chàm - Đà Lạt tại tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng với tổng mức đầu tư 24.920 tỷ đồng. Theo đó, Cục Đường sắt Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông Vận tải thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khôi phục tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt với phương thức PPP theo đề xuất của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Khách sạn Bạch Đằng. Mục tiêu chính của dự án nhằm khôi phục tuyến đường sắt kết nối Lâm Đồng với duyên hải miền Trung đã dừng khai thác từ năm 1975. Dự án gồm hai hợp phần, thứ nhất khôi phục đoạn tuyến từ ga Tháp Chàm đến ga Trại Mát dài 76,8 km, khôi phục và xây dựng mới 64 cầu, 5 hầm 11 ga, xây dựng kết cấu tầng trên đường sắt. Thứ hai, nâng cấp đoạn tuyến từ ga Trại Mát đến ga Đà Lạt đang khai thác dài 6,7 km và tôn tạo bảo tồn các ga Đà Lạt Trại Mát. Theo nhà đầu tư, dự án sẽ khôi phục tính độc đáo của tuyến đường sắt Răng Cưa với khí hậu thay đổi dọc tuyến từ đồng bằng đến trung du và vùng núi cao. Việc tổ chức chạy tàu sẽ góp phần đưa lượng khách du lịch lớn từ các miền đến với Ninh Thuận, Lâm Đồng. Chuyển sang những tin tức trên lĩnh vực giáo dục. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có thông tin về mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên trong năm học 2023-2024. Theo đó, khi tham gia bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên đăng ký tại cơ sở giáo dục nhà trường nơi các em đang theo học. Học sinh sinh viên được lựa chọn đóng bảo hiểm y tế định kỳ theo 3 phương thức, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. Số tiền tham gia bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên cụ thể là nếu học sinh sinh viên đóng 3 tháng một lần, mức đóng là 170.100 đồng, đóng 6 tháng một lần, mức đóng là 340.200 đồng, đóng 12 tháng một lần, mức đóng là 680.400 đồng. Học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được quyền đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại một trong các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc tuyến xã, tuyến huyện và tương đương theo quy định. Các em được lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý. Cùng với việc tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, vào đầu năm học, nhiều phụ huynh luôn quan tâm về những khoản lệ phí, đóng góp, quỹ trường, quỹ lớp. Với những gia đình khó khăn hoặc có 2-3 con đang đi học, những khoản thu không đúng trong trường học sẽ tạo gánh nặng đối với các bậc phụ huynh. Vì vậy, để tránh tình trạng lạm thu, việc quản lý thu tại các trường học trong đầu năm học còn phải được ngành giáo dục quan tâm. Phản ánh của phóng viên thời sự tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Đây là nội dung phản ánh của một tài khoản mạng xã hội Facebook về các khoản lệ phí đầu năm học. Người này cho biết có con học lớp 6, trường trung học cơ sở Trương Định ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước. Ngay sau khi chủ tài khoản Facebook đăng tải nội dung bình luận trên, Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Phước đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo làm rõ nội dung phản ánh của người dân. Qua làm việc, ban giám hiệu trường trung học cơ sở Trương Định cho biết nội dung phụ huynh phản ánh là đúng sự thật, nhưng đây chỉ là dự toán tạm thu dựa trên cơ sở thu chi của năm học trước. Nhà trường sẽ điều chỉnh lại theo hướng có giảm các khoản thu để lấy ý kiến tại hội nghị phụ huynh toàn trường trước khi triển khai thực hiện. Nhà trường thứ nhất là không thu những khoản sau đây theo cái tinh thần, bởi vì nó không có phù hợp theo cái khung 6. Thì trong đó thì nó có cái quỹ thứ nhất là ủng hộ bà nghèo 10.000 đồng trên em. Cái quỹ thứ hai là cái quỹ khuyến học 30.000 trên em, quỹ cây xanh là quỹ thứ ba là 5.000 trên em. Và xét thấy tình hình trong cái điều kiện hoàn cảnh khó khăn như thế này thì cái việc mà huy động vận động cái quỹ xã hội hóa đó thì nhà trường cũng tạm ngừng, không có huy động để mà vận động thu. Thì trong bốn cái quỹ đó là nói chung là tạm hoãn không thu nữa. Còn riêng một cái quỹ nữa là cái quỹ gọi là cái quỹ vệ sinh á, thì cũng được sự thống nhất của ban đại diện trường học sinh với anh em ban giám hiệu, thì nhà trường sẽ có kế hoạch là điều chỉnh vận động thu ở cái quỹ vệ sinh. Theo danh mục dự toán, trường trung học cơ sở Trương Định, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước có 18 khoản thu với tổng lệ phí khoảng 4 triệu đồng một học sinh cho cả năm học. Sau phản ánh của phụ huynh, nhà trường điều chỉnh giảm 5 khoản thu, tương đương giảm 175.000 đến 200.000 đồng cho mỗi học sinh. Tuy nói cái tiếng thị trấn Phước Dân nhưng mà cái hộ hiện nay là cái diện nghèo và cận nghèo nó còn rất nhiều.
Điển hình như trường Trương Định hiện nay là cái số học sinh là về trường học là đã chiếm tỷ lệ nhiều cận nghèo 40% rồi. Nói chung tôi cũng ban đại diện cũng rất bức xúc những cái điểm này. Thành thử bây giờ là bàn với ban giám hiệu nhà trường đã giảm tất cả các cái khoản thu mà không có phù hợp nên bỏ. Qua kiểm tra phòng giáo dục đào tạo huyện Ninh Phước kết luận, trường trung học cơ sở Trương Định đã xây dựng dự toán một số khoản thu không đúng quy định như kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, bảo hiểm thân thể là loại bảo hiểm tự nguyện, quỹ vận động xã hội hóa, quỹ cây xanh, quỹ ủng hộ bạn nghèo, quỹ khuyến học. Trong đó, chỉ riêng nguồn quỹ vận động xã hội hóa là 100.000 đồng một học sinh thì nhà trường sẽ thu được khoảng 150 triệu đồng. Sau kết quả kiểm tra thì phòng giáo dục đã có cái báo cáo kịp thời cho các cấp và có cái định hướng chỉ đạo cho các cơ sở giáo dục là thực hiện đúng các quy định về thu học phí cũng như là các khoản thu dịch vụ trong nhà trường. Còn riêng các nội dung về xã hội hóa giáo dục thì về cái thực hiện xã hội hóa giáo dục trong nhà trường á, nếu như các trường mà muốn thực hiện cái xã hội hóa này thì đầu tiên là phải theo đúng quy trình về xin cái chủ trương của các cấp quản lý về thực hiện cho cái công tác xã hội hóa, và về thực hiện xã hội hóa phải trên tinh thần tự nguyện và tự giác, không được ép buộc học sinh cũng như là không đánh đồng trên đầu cha mẹ học sinh. Thì như vậy, với tinh thần đó thì qua cái công tác, qua cái phản ánh của người dân thì phòng giáo dục đã có những cái chỉ đạo kịp thời cho trường kịp thời khắc phục những cái tồn tại cũng như những cái sai sót trong quá trình triển khai các khoản thu đầu năm học. Vẫn biết việc huy động thêm nguồn lực từ phụ huynh để chi phí cho một số hoạt động là điều cần thiết và phải làm. Mục đích cuối cùng là phục vụ các em học sinh, cũng vì học sinh. Tuy nhiên, những khoản thu này cần phải được hiểu đúng, làm đúng để tránh tình trạng lạm thu các khoản phí, lệ phí không đúng, tạo gánh nặng cho các bậc phụ huynh và gây bức xúc trong dư luận. Trong những năm qua, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đã kiên trì thực hiện xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số và đạt được những kết quả tích cực. Để có được điều đó, ngoài sự nỗ lực của chính quyền địa phương, của các thầy cô giáo không ngại lặn lội vào vùng sâu vùng xa để hàng đêm đứng lớp dạy xóa mù chữ, mà ở đó còn là tinh thần học tập, nỗ lực vươn lên để biết con chữ rất đáng trân quý của đồng bào địa phương. Đều đặn tối thứ hai từ 6 hàng tuần, người dân thôn 6, xã Long Tân, huyện Phú Riềng lại chăm chỉ đến với lớp học xóa mù chữ. Ở lớp học đặc biệt này, học viên gồm nhiều lứa tuổi khác nhau. Người lớn tuổi nhất đã hơn 60 tuổi. Dù lắm gian nan, nhưng gần 40 học viên tham gia lớp học đều có chung một mong ước, đó là biết đọc, biết viết để cuộc sống đỡ vất vả hơn. Bây giờ mình sống trong tối tăm đi, mình chỉ biết chữ. Bây giờ thương là xa Long Tân mình, kêu hướng dẫn cho mình học hỏi gì đó, cho biết chữ hơn, cho rõ hơn, mà cho mình đọc sách vở này kia. Thời gian qua, huyện Phú Riềng xác định công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài. Do đó, ngoài lớp học này, trên địa bàn huyện cũng có nhiều lớp học xóa mù chữ khác được triển khai ở một số xã trên địa bàn để góp phần tích cực nâng cao dân trí cho bà con vùng sâu, vùng xa. Trong thời gian tới thì với sự hỗ trợ của chương trình Mục tiêu Quốc gia, với lại sự vận động từ cấp đảng, chính quyền và mặt trận đoàn thể từ xã tới thôn thì cái hoạt động của lớp học xóa mù chữ diễn ra rất là suôn sẻ. Sự học chưa bao giờ là muộn, và hôm nay, những người lớn tuổi, người đồng bào dân tộc Sờ Tiên ở Phú Riềng, vốn quanh năm bên nương rẫy, đang dần tự tin hơn để đến với con chữ. Những bài học vốn chỉ dành cho học sinh lớp 1, nhưng đối với những học sinh đặc biệt này, đó là bước đi đầu tiên trong nỗ lực tiếp cận ánh sáng của tri thức. Phần cuối bản tin hôm nay là những tin tức trên lĩnh vực y tế. Thông tin từ Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết, vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết của Takeda, Nhật Bản đã được cấp phép sử dụng tại hơn 30 quốc gia, dự kiến sẽ được đưa vào Việt Nam. Được biết, kết quả thử nghiệm cho thấy vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết của Takeda có thể tạo phản ứng miễn dịch ở mức độ khác nhau đối với cả 4 chủng virus dengue đang lưu hành trên thế giới, giúp phòng bệnh và giảm khả năng nhập viện ở người mắc sốt xuất huyết. Theo WHO, Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn đầu về số ca mắc sốt xuất huyết với ước tính hơn 200.000 trường hợp mỗi năm. Dự kiến số ca mắc sẽ gia tăng hàng năm do tình hình biến đổi khí hậu.
Hiện sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu ngoài việc giảm bớt các triệu chứng và chưa có vaccine tại Việt Nam. Trong khi đó, biện pháp kiểm soát nguồn lây còn gặp nhiều khó khăn do ý thức phòng chống bệnh của người dân còn hạn chế, nguồn lực phòng ngừa không ổn định, địa bàn dân cư rộng, khó kiểm soát, xử lý giám sát. Thưa quý vị và các bạn, theo Sở Y tế cho biết, tính đến ngày 26 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ghi nhận 443 ca tay chân miệng, tăng 11,1 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trước số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng cao, Sở Y tế đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh tại các trường mầm non, ghi nhận thực hiện tại huyện Thuận Bắc. Tại trường mẫu giáo Bắc Sơn, cơ sở tại thôn Bình Nghĩa, huyện Thuận Bắc, để đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh tay chân miệng cho 225 trẻ, ban giám hiệu nhà trường tăng cường vệ sinh sàn nhà, đồ chơi, các vật dụng cá nhân, đặc biệt nhà vệ sinh để môi trường học tập vui chơi cho các cháu luôn sạch sẽ. Nhờ đó, đến thời điểm này, trường chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Phối hợp với thôn để mà lo đài phát thanh tại địa phương để cho mà phụ huynh để khi họ làm về thì họ nghe cái phát thanh của đài truyền thanh của thôn á, là họ nhận thức được và họ sẽ thực hiện phối hợp với nhà trường. Nhà trường luôn tuyên truyền và có biện pháp phòng và chống kịp thời và có dự bị để cho phòng y tế đã có khi phát hiện xảy ra. Những banner, hình ảnh tuyên truyền về công tác phòng chống dịch tay chân miệng đã được trường mẫu giáo Lợi Hải, cơ sở tại thôn Ấn Đạt, huyện Thuận Bắc, bố trí rộng rãi tại các lớp học nhằm tuyên truyền nhắc nhở các em thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đảm bảo một đôi tay sạch cho trẻ trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Cái công tác là ba sạch cho các lớp, ví dụ bàn tay sạch, nhà sạch và đồ ăn sạch, ăn uống sạch. Đó, thì các lớp đã thực hiện nghiêm túc, thì từ đầu năm học đến bây giờ thì nhà trường là vẫn không có trường hợp nào dịch bệnh xảy ra. Tính đến ngày 27 tháng 9 năm 2023, huyện Thuận Bắc ghi nhận 26 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 23 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Các trường hợp mắc bệnh đều tập trung ở trẻ dưới 5 tuổi. Đến thời điểm hiện tại, các ca mắc bệnh tay chân miệng đã hoàn toàn khỏi bệnh và chưa phát hiện trường hợp mới. Về đặc điểm dịch tễ học, bệnh tay chân miệng có thể có cái pha thứ hai trong năm. Như vậy thì chúng ta không hề chủ quan là sẽ có những cái pha bùng phát dịch tay chân miệng thứ hai trong năm. Và chúng tôi đề nghị là các ngành các cấp chúng ta quan tâm tập trung các cái giải pháp phòng chống dịch bệnh tay chân miệng. Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi. Hiện bệnh chưa có vaccine điều trị. Chính vì vậy, ngành y tế khuyến cáo các đơn vị trường học, các cơ sở y tế cần phối hợp với địa phương để theo dõi giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch mới phát sinh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi 18 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết đêm 3 tháng 10, ngày 4 tháng 10 năm 2023 như sau. Thủ đô Hà Nội có mây không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây có mưa vừa, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa có mây có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận có mây có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng có mây có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận. Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa, mưa vừa và có nơi có dông. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, cụ thể thời tiết từng khu vực như sau. Khu vực huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa, mưa rào và dông. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực thành phố Phan Thiết Chàm, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực huyện Ninh Phước, Thuận Nam, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực huyện Ninh Sơn, Bắc Ái, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa, mưa vừa và dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng lốc xét, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1 đến 2,5 m, biển động.